Và đây là cách nấu canh chua cá ba sa. Với cách nấu hôm nay thì khá đơn giản các bạn, nhanh chóng lắm. Nấu canh chua thì nó không có lâu như các món khác, tại vì rau củ và thịt cá chín rất là nhanh. Ăn kèm thì mình sẽ có nước mắm mặn và ớt như thế này. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu món canh chua cá ba sa. Về nguyên liệu thì ở đây mình sẽ sử dụng là khoảng 800g cá ba sa. Cá thì mua về các bạn rửa cho sạch, mình để ráo. 2 muỗng canh vung tỏi băm, 3 muỗng canh vung sả băm. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là bạc hà, hay còn gọi là dụp mùng, khoảng 200g. Kèo nèo thì khoảng 100g. Bông xua đũa thì 100g. Ăn cay thì thêm một ít ớt. Đậu bắp thì khoảng 150g. Nửa trái khóm này là khoảng 200g. 3 quả cà chua. Một vắt me khoảng 60g, 5 trái tắc, một ít giá, rau nêm thì mình sẽ có là một ít rau quế, ngò ôm và ngò gai. Về những cái thành phần này thì mình có thể là gia giảm nhiều ít tùy các bạn. Ngoài ra thì mình thấy canh chua người ta vẫn có thể là sử dụng thêm bắp cải trắng vẫn được. Bạc hà thì mình sẽ cắt xéo xéo đó, độ dày là khoảng 1 cm thôi. Đối với món này thì là mình sẽ độ chua thì mình sẽ sử dụng là me và tắc. Nếu như bạn nào không có tắc thì mình sử dụng me hoàn toàn rồi mình điều chỉnh lượng me lại nha. Ở đây thì mình sẽ kết hợp hai cái nó sẽ ngon hơn. Có những nơi thì nấu canh chua người ta sẽ sử dụng tắc hoàn toàn, không sử dụng me luôn các bạn. Tùy vùng miền thì mình sẽ có cách nấu cũng khác nhau. Kèo nèo thì mình sẽ xắt khúc vừa vừa thôi. Đậu bắp thì mình cũng sẽ cắt xéo ra các bạn. Cái nào nhỏ thì mình cắt làm đôi, còn lớn thì mình sẽ cắt làm ba. Cắt xéo xéo như thế này. Khóm thì mình sẽ cắt miếng mỏng ra luôn. Nấu canh chua thì không thể nào thiếu khóm nha các bạn. Khóm mình cho vào nó thơm nước lắm. Cà chua thì mình sẽ cắt thành múi cam, bỏ cuống. Một trái cà chua thì mình sẽ cắt làm 6 hoặc là làm 4 cũng được. Tắc thì mình sẽ vắt lấy nước ra. Cá thì ngoài cá ba sa các bạn vẫn có thể là sử dụng cá lóc cũng được, cá bông lau, nhiều loại cá lắm. Nhưng mà mình ở nhà thì mình thích ăn cá ba sa hơn. Cá lóc thì mình khi mà mình nấu mình cảm thấy cái thịt nó hơi cứng các bạn, nó không có mềm bằng cá ba sa hoặc là cá bông lau. Tùy nha các bạn thích loại cá nào thì mình sử dụng loại cá đó nha. Tiếp theo thì mình sẽ phi phần tỏi nha. Mình cho dầu ăn và mình đợi dầu ăn nóng rồi cho tỏi vào phi cho nó vàng lên. Các bạn cho sả vào luôn nha. Phi cho nó vàng lên. Nấu canh chua các bạn phải có một ít sả nó mới thơm các bạn. Nếu như mà bạn nào từ đó giờ mà nấu canh chua mà chưa cho một ít sả thì có thể thử nha, thơm lắm. Bây giờ nó vàng rồi mình sẽ lược lại, mình không lấy phần dầu, mình chỉ lấy cái phần tỏi và cái phần sả phi thôi. Mình sẽ vẫn sử dụng cái chảo này nha, mình sẽ cho cá vào mình khử. Khử như vậy cá nó vừa thơm, giảm bớt được mùi tanh nữa các bạn. Mình chỉ cần
rán sơ nó qua thôi các bạn, cho nó thơm lên thôi. Rồi các bạn rán sơ khoảng 2 phút là được rồi. Rồi mình sẽ lấy nó ra nha. Tiếp theo thì mình sẽ nấu một nồi nước là khoảng 2 lít nước. Giờ mình sẽ nấu cho sôi lên. Mình cho vắt me và mình nấu cho nó mềm luôn. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ vớt cục me này ra. Rồi mình dầm nó. Các bạn dầm khoảng 5-6 lần nước để cho mình lấy hết cái phần cục me ở trong đây. Mình lượt lại. Rồi các bạn cứ làm như vậy để mình lấy hết phần nước cốt me luôn. Sau khi mình đã dầm me xong thì mình sẽ cho cá vào nha. Mình sẽ để lửa vừa. Mình sẽ nêm sơ gia vị để tránh cho phần cá của mình nó bị lạc. 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối. Ở đây mình sử dụng muối hạt. Nếu như các bạn sử dụng muối xay nhuyễn thì bớt lại một chút. Muối hạt của mình thì nó ít mặn hơn. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm luôn. Cá thì chín lẹ lắm các bạn. Phần xả tỏi phi á, mình sẽ cho vào nồi phân nửa nha. Còn phân nửa thì khi nào mình ăn á, mình cho lên cái múc ra tô á, mình cho lên. Với lại cái dầu mà nãy mình phi các bạn cũng có thể cho lên một ít để cho nó thơm. Nếu như bạn nào sợ béo thì mình không cho dầu vào luôn nha. Cá thì mình nấu khoảng 5 phút là được rồi. Mình sẽ vớt ra nha các bạn. Cá nó rất là lẹ chín. Sau khi đã vớt cá rồi, các bạn cho khóm vào. Khóm đậu bắp. Cho phần bạc hà vào luôn. Mình sẽ để lửa lớn cho nó sôi rồi trở lại nha các bạn. Cho cái phần nước tắc vào luôn nha. Mình sẽ nêm vào đây là 4 muỗng canh đường nữa các bạn. Nấu canh chua thì nó hơi hao đường một chút. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là mình điều chỉnh lại nha. 2 muỗng canh nước mắm. Khi nó sôi trở lại thì các bạn cho cà chua vào. Cho giá vào luôn. Nếu như bạn nào thích nó hơi the the có thể là mình cho ớt vào vài khoanh thôi nha, đừng cho nhiều quá. Nhiều quá nó cay lắm á. Cho xua đũa cũng như là kèo nèo vào luôn. Mình sẽ nêm thêm vào đây là 1 muỗng canh muối với 2 muỗng canh đường. Ở nhà mình ăn thì canh chua nhà mình nêm hơi đậm đà lắm các bạn. Các bạn có thể là mình điều chỉnh lại nha. Bạn nào ăn nhạt thì bớt lại. Nhà mình thì canh chua lâu lâu cũng ăn một lần thôi các bạn, chứ không ăn thường. Tại nó hơi nhiều đường. Rồi mình cho nó sôi lại vài phút nữa là nó chín hết rồi. Mấy phần rau này nó lẹ chín lắm. Mình cho phần cá vào. Rồi mình đợi cho nó sôi lại là được nha. Nó sôi trở lại rồi mình sẽ cho cái phần rau nêm vào. Rau nêm thì mình cắt nhuyễn nhuyễn ra. Rồi như vậy là xong nha, mình sẽ tắt bếp.
Tô canh chua cá của mình đã trình bày ra rồi. Các bạn hãy cho một ít cái phần mà sả với phần tỏi phi lên trên á, nó sẽ thơm lắm. Ăn kèm sẽ có là nước mắm mặn với ớt khoanh như thế này. Và mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Về nêm nếm gia vị thì có thể là khẩu vị gia đình của mỗi gia đình nó khác khác nhau. Các bạn cần điều chỉnh lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.